Mình sẽ giới thiệu cho bạn các chức năng mình sẽ cùng nhau thực hiện trong phần này. Thì bạn thấy là đầu tiên mình sẽ hiển thị ra danh sách các sản phẩm này bạn. Gồm có số thứ tự, tên sản phẩm, hình ảnh, giá sản phẩm và hành động là xem chi tiết, sửa và xóa sản phẩm. Thì mình cũng có thể thêm mới sản phẩm bạn. Thì mình vào form thêm mới sản phẩm này bạn. Thấy form của mình gồm có là name này, right này, direction này. Và mình chọn hình ảnh, gồm có hình ảnh chính và ba hình ảnh phụ. Ok, mình sẽ quay về. Mình vào mình xem chi tiết sản phẩm nè. Bạn thấy là chi tiết sản phẩm gồm có tên sản phẩm này, mô tả sản phẩm, giá và hình ảnh chính và ba hình ảnh phụ này bạn. Ok, hình ảnh có thể chuyển qua lại này bạn. Ok, và mình cũng có thể sửa sản phẩm. Mình vào mình sửa một sản phẩm. Mình sửa giá của nó là 230.000 đi. Ok, và mình lưu. Ok, bạn thấy là giá của nó được cập nhật lại là 230.000 này bạn. Và mình thử thay đổi hình ảnh của nó bạn. Và mình chọn hình ảnh này. Mình chọn một hình ảnh màu đỏ đi. Và mình lưu. Ok, bạn thấy là hình ảnh cũng được thay đổi đó bạn. Ok, và mình vào mình thêm mới một sản phẩm này. Mình nhập tên sản phẩm là áo họa tiết đa sắc. Và giá của nó là 199.000. Ok, mình nhập mô tả sản phẩm này. Và mình chọn hình ảnh. Mình chọn hình ảnh này và mình chọn hình ảnh phụ. Ok, mình tiến hành lưu. Đó, bạn thấy là sản phẩm mình đã được thêm áo họa tiết đa sắc này bạn. Và giá 199.000. Ok, mình cũng có thể xóa một sản phẩm. Mình xóa đi sản phẩm vừa thêm bạn. Hoặc là mình xóa sản phẩm trên này đi. Thì sẽ có xác nhận là muốn xóa hay không. Mình cancel thì không xóa này. Và mình click ok thì sẽ xóa đi. Và có thông báo là xóa sản phẩm thành công. Ok, sản phẩm mình đã được xóa rồi bạn. Thì bạn thấy là với các chức năng như vậy thì mình sẽ tổ chức cơ sở dữ liệu như thế nào bạn? Mình sẽ tổ chức cơ sở dữ liệu và mình tạo ra bảng row đất này bạn. Row đất và database là drop zone này. Bạn thấy là nó có các cột này. ID tự tăng này bạn. Và code. Code này là random ngẫu nhiên 6 ký tự và con name, right, description, email main và email cha. Thấy là email main là lưu tên file hình ảnh các bạn và email cha là lưu danh sách các hình ảnh phụ của mình các bạn và này là trống các bạn, mảng này trống thì sẽ không có hình ảnh phụ. Ok, bạn thấy là để tập trung vào chuyên đề này và để không phụ thuộc quá nhiều vào cơ sở dữ liệu và các thao tác thừa trong chuyên đề này thì mình sẽ tổ chức cơ sở dữ liệu vào file JSON các bạn. Thì dữ liệu trong file JSON này của mình cũng gồm có các cột này bạn, ID này. ID cũng random 6 ký tự tương ứng với code của nó là bạn, cột code của mình này. Và cũng có name, write và description, email main và email cha này bạn. Email main thì random ngẫu nhiên 9 ký tự này. Và tương tự email cha cũng random ngẫu nhiên 9 ký tự. Ok, nó cũng gồm một mảng gồm 3 hình ảnh này bạn. Ok, thì ở các video sau thì mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng chức năng bạn.